hết rồi. Ai mà chịu nổi cái nắng này chứ. Cô ấy, có lẽ cô ấy tốn tiền cho tóc lắm. Tóc cô ấy thật mượt mà, đầy sức sống, ngay cả dưới nắng. Thật ra cô ấy đã dùng này choice chống nắng mới, bảo vệ tóc ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, giúp tóc mượt mà đầy sức sống như được chăm sóc với mặt nạ dưỡng tóc. Chị là diễn viên phải không? Chụp với tụi mình một tấm nha. Ồ không, mình là hướng dẫn viên. Để mình chụp hình cho bạn nha. Rejoice chống nắng mới,